Xin mến chào toàn thể các bác. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 tiếp tục Amni các bác nhé. Trong một tuần qua thì em bận rộn trong công việc bên em bên xứ đảo này, phải nghỉ lễ nên mà có ba cả một trước mất một thời gian. Các bác nào hôm nay coi thì cho em xin một like nhá để tiếp tục gửi tới các bác những con Amni giá bình dân. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0933 779920. Bên em tiếp khách bằng số điện thoại thường đó ạ. Và bên em bán hàng phải là cọc trước 300k thì mỗi sản phẩm. Ship hàng toàn quốc các bác nhé. Còn bác nào gần nhà em thì vẫn phải đặt trước hãng đến nhà. Tại vì em có lên một số lượng ít một thôi nên vẫn đợi đến đâu bán bấy nhiêu. Các bác đến nhà thì đến địa chỉ ở ga hôm nay, hoặc các bác vào trên Google Maps tìm kiếm gõ chữ là Thiệu Audio sẽ đến tận nhà cửa nhà em nhé. Đến với mã số đầu tiên của em nay với thương hiệu Victor, dòng đời AD7, dòng đời Amni xì tê nha bác nhá. Em này có mặt phía trước đèn và hai đèn tia phía trước rất là đẹp nè. Rất đẹp luôn này. Đèn tia nha các bác nhá. Và đèn lựa chọn nó hiển thị đèn đây ạ. Mặt trên thì nó chưa sơn xiếc luôn, bao zin luôn. Nguyên bản sử dụng những con sò bóc phét nhá. Đánh tiếng rất là hay, sạch sẽ và xếp vào loại ngon bổ rẻ cho các bác sử dụng. Những đôi loa dàn hoặc loa toàn giải đồng trực quất được hết. 115W có thể chơi loa 2 năm hoặc là loa cổ 30, 35 được các bác nhá. Hộp này, hộp và mao loa cổ này. Đến với số đầu tiên ngày hôm nay, bán với giá mùng 1 đầu tháng 4 của ngày hôm nay. Tất cả những âm đi em giá rẻ cho các bác chơi nhá. 1.300.000 đồng, mã số 1, bao hai nha, bao hai chơi những đôi loa 20, 25. Em này trở kháng từ 8 đến 16 ôm nha các bác. Đó, 1.300.000 đồng, mã số 1. Đến đi mã số 2 với thương hiệu Peeler VSA01 ha. Có lâu lớt này, lâu lớt, bát chét, ba lăng. Dòng này cũng thùng dòng ngon bổ rẻ đi ạ. Nắp phía còn nguyên bản chưa sơn xét gì hết. Vật lực ngang đây. Em này sò nằm ở phía dưới, không nhìn thấy. Em này công suất 105W, trở kháng đánh từ 6 đến 16 ôm. Ngon bổ rẻ. Và mã số 2 này em bán với giá là 1.300.000 đồng thôi các bác nhá. Peeler VSA01. Và mã số 3 đến với thương hiệu Techlex, dòng đời A700MK2 ha. Em này thì mạch mod class AA thì mạch là cực kỳ chất, là hay các nhá. Class AA nhá. Đấy, có thể là điều trị được những đôi loa khó tính, loa nga ngố được nhá. Các bác coi cái nguồn của em nó là kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Sử dụng con hai con thuộc dạng như là con MOSFET coi nhá, lớn khủng, to như con STK nhá, to bằng lòng bàn tay của em nhá, hai con khủng nhá. Chất đó phải nói là tuyệt vời. MOSFET trong tình trạng còn rất đẹp. Đây ạ, và phía đằng sau đây ạ. Chị được những đôi loa nga này, khó tính đây. Trở kháng đánh từ 4 đến 16 ôm, đánh AB, còn đánh 4 quả thì sẽ 8 đến 16 ohm, công suất 130W, có thể đánh đôi loa 30 các bác nha. Rất là dễ chịu để ghép loa, cực kỳ chất luôn. Các bác coi nguồn nó quá khác người ạ. Và mã số này em bán với giá là 1.800.000 đồng, mã số 3. Nhanh chóng các bác tham khảo cho em model này nha. Em này hoàn toàn là trên 2 triệu, 2.500.000, 2.600.000 nha. Đó, A700MK2 móc class 2 AA, class AA nhé các bác. Phía tiếp theo là mã số 4, lại đến với thương hiệu Victor AXS313 các bác. Dòng này là dòng đời Super A nhá. Nắp nhựa còn nguyên bản này, chưa sơn chiếc luôn đây. Con này sử dụng sò lớn nhá, sò than lớn. Có thể đánh đôi loa 30 nhẹ nhàng nha các bác. Công suất 120W thôi, nhưng mà đánh rất là kinh khủng. Trở kháng đánh từ
6 đến 16 ôm độc lập A 1 hoặc 2, còn nếu mà đánh 4 thì 2 4 thì cái xe trở kháng đánh từ 12 đến 16 ôm. Dòng này là dòng âm ly CT. Đây, CT AXS313 của đồng loại Victor. Đó. Và em bán hôm nay cái thanh lý với giá là 1 triệu 400 ngàn đồng cho nhanh chóng đi. Đầu tháng cho nhanh chóng các bác ủng hộ em nhá. 1 triệu 400 ngàn đồng thôi. Bao zin nha các bác nhá, không phải giá này là giá sửa chữa đâu, bao zin nhá. Kế tiếp theo là mã số 5 đến với thương hiệu Yamaha CAX11 dòng đời cao cấp. Có hai đèn đồng hồ vu rất đẹp. À, rất đẹp, ve vẩy rất đẹp luôn. Và mặt trước còn nguyên bản, chưa có chảy xước một cái gì nhá. Con này chạy sò sắt. À, hai đèn đồng hồ vu. Đây ạ, và ruột gan em này còn quá đẹp. Đó, các bác nào đam mê những con sò sắt lớn này khủng không? Trở kháng rất là dễ chịu, 4 đến 16 ôm, đánh độc lập A hoặc B. Còn đánh 4 loa thì trở kháng đánh từ 8 đến 16 ôm. 135W có thể đánh đôi loa 30 nhẹ nhàng các bác nhé. Còn nguyên tem xuất xưởng. Đó, còn quá đẹp luôn. Sò sắt. Nguồn vàng. Và mặt đằng trước nghe hay bày đẹp đấy ạ. Trưng bày rất đẹp luôn. Và mã số 5 này em bán với giá là 2 triệu đồng. Mã số 5. À, quá đẹp đấy ạ. Và mã số 6 đến với thương hiệu Chio. Trong tình trạng còn quá đẹp, quá zin. Quá zin đấy ạ. Chio KA8100. Mặt phay nhôm. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá, em quay rất là chi tiết rồi đấy ạ. Đấy, em quay lại này. Và nắp trên vậy còn nguyên bản, chưa sơn xước gì luôn. Nguồn đây ạ. Sử dụng sò lớn xanh đen hai cánh. À, các bác nhá, không phải sò nhí nhá, sò lớn nhá. Nhiều các bác nhìn lầm sò nhí là không phải đâu, nó là sò lớn đấy ạ. 4 của tụ lọc nguồn. Công suất 150W, trở kháng đánh từ 4 đến 16 ôm. Đánh độc lập, còn nếu mà đánh tổng thể thì 8 đến 16 ôm nha các bác. Rất là dễ ghép loa. Hất thẩm hố có hai chân để các bác để dựng đứng lên vẫn được nha. Đó, và mã số này em bán với giá là 2 triệu 200 ngàn đồng. Mã số 6. Còn quá đẹp, em này thì đánh đôi loa 30 thì rất là nhẹ nhàng nha. Anh em nào thích bạo lực thì chơi con này, vì em này là dòng đời âm ly của CT nhá. À, cho nên đánh còn quá. Cái nào còn nguyên khớp luôn. Lâu lớp rồi. Lâu lớp từ 0 đến 6 dB. Mở tông là để chỉnh được chép bát. À, bên này là đặc bác để CT ba lăng này. Quan trọng là đường vào đấy các bác nhá. Phông 1, phông 2, Tuler, AUX. Còn cái này là đường ra, dẫn đang ra thôi các bác, thì ra đường ra thôi nhá, đường xuất thôi. Quá rẻ phải không ạ? Và mã số 7 đến với thương hiệu Yamaha AX420. Em này công suất to, các bác thể ghép vang hát hò karaoke ở đây, chỉnh chép bát bằng cơ quá nhá. Dòng đời này rất dễ chịu, nắp niếc còn nguyên bản chưa sơn luôn. Đó, sò rất là nhiều. Cái này thêm xem phim, nghe nhạc được ạ. À, đây, trong lòng mề rất còn sáng sủa, đọc rỡ. À, em này có giải mã optical, nhạc số nha. Công suất 190W. Trở kháng đánh từ 6 đến 12 ôm. À, này, các bác đắm cắm đường loa chính. Đây là đường loa A nha. CT, đường loa A và đường loa B đi ạ. À, và nhân tiện đây, em cắm điện vào để hướng dẫn các bác sử dụng luôn. À, chỉnh chép bát ở đây là đương nhiên rồi các bác nha, thì các bác biết rồi ạ. Còn đường loa A này thì bấm vào nó là cơ ấn vào là nó lên, nhả ra thì nó là tắt nhá. Còn chế độ điều khiển để cho em nó hát đây thì nó ở chế độ này. Em hay mặc định để chế độ CD các bác ạ. Em ở chế độ CD hoặc là ốc Tuler. CD cũng được. CD này thì các bác đang để chế độ nghe nhạc CT, các bác nên tắt cái fake này cho em nhá. Off
off đi, ấn nút giữa này, off đi thì âm thanh nó ra xì tê như một cái âm ly bình thường, rất là hay và hay nhá các bác nhá. Đó. Còn các bác thích cắm khác hoặc là optical, các bác để sang chế độ TV đấy, như vậy chẳng hạn, thì nó optical là giải mã ở đây. Các bác thích âm thanh nó không vòng thì vang vang, các bác ngắt đi, off phạch đi. Đấy thì nó off đi thì nó sẽ là ok, là hay và chỉnh bát bát đây. Các bác thể cắm vang và hát hò karaoke thoải mái vô tư nhá. Em này thì nó hơi bị chảy một tí, nó không được đẹp, thì bán với giá thanh lý là 1.300.000 đồng thôi. Các bác nào cũng không thích thích ngon bổ rẻ thì các bác chơi cái này nhá. Đấy, đánh rất là chất, em thử đôi loa 30 đánh rất là khỏe nha, rất là lực. Và mã số 8 cũng vậy ạ, cũng đến thương hiệu Yamaha. Em này là AVX590DSB, mặt trước màu xám lông chuột, cũng bị chảy một miếng đây nha. Em bán giá rẻ luôn cho các bác về nghe nhạc hay và ghép vang và hát hò karaoke. Các bác này cũng là loa AB này, các bác nhấn vào cho em. Vậy cái đang để chế độ CD thì các bác sẽ tìm cái chữ fix, các bác tắt cho em thì nó sẽ âm thanh rất là hay đây, fix như này. Các bác cứ tắt cái phím này cho em, là nghe âm thanh rất là hay luôn nhá. Nó trở thành một âm ly rất bình thường, rất là hay và bảo lực. Những dòng này nó rất là khui nhá, trâu, em nói là như trâu ấy. Vậy các bác để ghép vang hát karaoke là như vậy đấy ạ. Phía sau đây công suất của nó là 220W, trở kháng đánh từ 6 đến 12 ohm. Các bác cắm đường loa A hoặc loa B ở đây nha các bác nhá, đường loa chính này, loa xì tê đánh xì tê đấy ạ, để nghe nhạc mà chứ nghe âm thanh vòm xem phim làm cái gì. Có đường xuất ra đường súp và súp vào này các bác nhá. Đó, và mã số này em vẫn bán đồng giá là 1.300.000 đồng luôn, mã số 8 này. Cái tiếp theo là mã số 9, cũng đến với thương hiệu Soli, model SRTRV 737. Mẫu này thì hôm trước hồi xưa nó là vang dội, các bác săn để đón để chơi. Em này vì nó rất là bạo lực nha, A cộng B hoặc là A cộng B cũng được hết này, ở đây nha các bác nha. Các bác chọn chế độ thì nó ở đây nè, chọn chế độ nó trực tiếp đây luôn này, DVD hoặc là TV, cắm giải mã đấy ạ, hoặc tuner. Em đa số em đang xét ở chế độ CD. Nắp còn rất đẹp này. Và em này có chỉnh chép bát các bác nha. Chép bát thì phải tăng bát ở đây, EQ ở đây. Nhiều khi các bác để chế độ muting lên này thì sao nó đỏ như vậy, là âm thanh nó rất là nhỏ các bác nhá. Nên tắt cái này đi, đừng để mute vào cho em. Muting cho em. Để bật chế độ EQ lên thì các bác để chỉnh phần EQ đi ạ. EQ để chỉnh bát chép đi ạ. Bát chép này. Chỉnh bát chép đây ha. Đấy, min có hết luôn. Đó. Em có quay hướng dẫn sơ sơ vậy thôi, để các bác về tự tìm hiểu giúp em nhé. Rất đẹp, có thể là ghép vang hát hò karaoke được, máy cũng còn rất đẹp luôn. Phía đằng sau đây ạ, có đường out của optical giải mã luôn, và có ba đường in đường vào optical giải mã nhạc số. Công suất là 220W, trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm. Đường loa chỉnh đường A đây ha. Trái và vế phải, bên đây đường A, còn tiếp tục bên này vế trái vế phải của nó đường B đó, các bác lưu ý cho em. Có hai đường cổng ra audio out, được các bác để đường dùng súp wow, đừng cắm loa súp điện nha các bác nhá. Đó, trong tình trạng cũng còn rất đẹp luôn, và em này có thể ghép vang hát hò karaoke được. Và mã số 9 này em bán với giá là 1.400.000 đồng nhá, hơi chảy một tí này. Đấy, báo luôn các bác là nó vậy, còn tất cả còn đẹp nhá. Đó, đẹp nha, bán quá rẻ, trước này 2 triệu mấy không nha, 1.900.000 là rẻ nhất rồi. Hôm nay em bán giá này thì các bác tiếp tục này quay lại và coi và xem kênh em, và em xin một like để ủng hộ cho em kênh em nha. Đấy, và mã số 10 cũng là mã số cuối của ngày hôm nay các bác nha, hôm nay em được có 10 con thôi. Một âm đi đến từ thương hiệu Puler VSA, dòng SAV 20 25 mã, hát karaoke rất là hay. Từ cái bên này là chỉnh tông nhạc nhá, cao và thấp. Bên này chỉnh chép bass, và bên này là chỉnh eco. Bên này chỉnh eco delay nhanh và chậm. Bên này là chỉnh chép bass của mic, còn chỉnh chép bass của nhạc ở đây.
ba lăng ở đây, eco nhiều ít ở đây. Còn mic 1, mic 2, mic 3 đó. Các bác lưu nhớ video này lại để nhớ để sử dụng hướng dẫn nhá. Lắp niếc vào nguyên bản luôn, chưa sơn xịt thì luôn. Sử dụng tản nhiệt bằng xương cá dài từ bên này sang tuốt sang bên kia nhá, thăm thẳm bên kia. Thì em này quá nổi tiếng rồi và em bán vẫn đồng giá mọi như mọi ngày. Em vẫn bán rất là rẻ cho các bác về chơi luôn. 1 triệu 600 ngàn đồng, mã số 10. Công suất của em này là đây ạ. Piller SAV2025 mã 100V, 110W. Nhưng mà em này em chả hiểu là sao nó sẽ chơi được đôi loa 20, 25, có thể là chơi 30, đánh rất là căng các bác nha. Trở kháng đánh từ 4 đến 16 ohm, đánh độc lập A hoặc B. Nếu mà đánh 4 loa đánh từ 8 tới 32 ohm cho các bác nhé. Đó, yên chí vấn đề là chơi em này rất là lành tính, rất là ngon, bổ rẻ để chơi. Đó, các bác ghép những đôi loa nằm Bioler hoặc là những đôi loa cột có thể là chơi được nhé. Đó, 1 triệu 600 ngàn đồng thôi. Mã số 10 cũng là mã số cuối cùng. Em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bác. Hẹn các bác vào tối mai, tiếp tục 20 giờ tối hàng ngày. Vẫn nên Amni. Em xin chào tạm biệt ạ.